Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị tổng quan nền tảng Boba Network và đồng Boba Coin. Thưa quý vị, Boba Network là một Optimistic Roundup được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa mã nguồn mở của Optimism và công sức phát triển nghiên cứu của đội ngũ Enia và Boba Team. Về các tính năng như giao dịch Swap Bay, Root Crypto trong thời gian ngắn và vận chuyển tài sản cross-chain. Hiểu đơn giản, Boba Network là một giải pháp mở rộng Layer 2 trên Ethereum, giúp giảm phí, cải thiện quá trình giao dịch và mở rộng khả năng thông lượng của smart contract. Việc xây dựng dựa trên Optimistic giúp đảm bảo tính tương thích cao với máy ảo EVM và ngôn ngữ lập trình Solidity của Ethereum, đồng nghĩa với việc các dự án build trên Ethereum sẽ tốn ít công sức để chuyển smart contract từ layer 1 sang layer 2. Các đặc điểm nổi bật của Boba Network. Đặc điểm thứ nhất, chi phí giao dịch. Boba Network ra đời để giải quyết vấn đề chi phí cao trên Ethereum với giải pháp giúp giảm chi phí thấp hơn rất nhiều so với chi phí trên mạng lưới chính. Đặc điểm thứ hai, thời gian rút tài sản từ layer 2 sang layer 1. Thông thường, yêu cầu rút tài sản của Optimism có thể tốn khoảng từ 1 đến 2 tuần để rút tiền từ layer 2 xuống layer 1. Với Boba Network, thời gian này sẽ được rút ngắn lại rất nhiều và chỉ tính bằng phút. Để làm được điều này, liquidity pool của Boba Network sẽ được điều chỉnh bởi cộng đồng thông qua việc tạo động lực cho những người cung cấp thanh khoản bằng các cơ hội Eon Farming. Đặc điểm thứ ba, khả năng mở rộng của Smart Contract. Tính năng này trên Boba giúp các nhà phát triển trên Ethereum build các DApp sử dụng các thuật toán mà không phải tốn nhiều chi phí và tránh trường hợp không thể thực hiện được trên blockchain. Boba cho phép các nhà phát triển có thể dẫn ra các code đã được thực thi vào thuật toán trên cơ sở hạ tầng mở rộng web như AWS Lambda. Đặc điểm thứ tư, cầu nối hỗ trợ NFT. Boba Network đã phát triển cầu nối giúp anh em có thể di chuyển, đào và bán các NFTs giữa layer 2 và layer 1 một cách thuận tiện. Đặc điểm cuối cùng, được bảo mật bởi Ethereum. Vì Boba Network là một giải pháp mở rộng Optimistic Roundup Layer 2 thuộc nhánh Non-Custodial Sidechain của Ethereum nên sẽ được bảo mật bởi mạng lưới Ethereum. Các mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái của Boba Network. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ sinh thái Boba Network vẫn còn đang sơ khai. Boba đang dần hoàn thiện các mảnh ghép trong hệ. Quý vị có thể tham khảo bảng Category theo hình ảnh. Đối tác của Boba Network. Boba Network hiện đang hợp tác với các đối tác như Coin98 Wallet, Sandex, Dodo, Multichain, Dbank, giao thức truy xuất thông tin, v.v. Thông tin về đồng coin Boba. Boba sẽ được sử dụng để quản lý Boba DAO, được sử dụng cho các sáng kiến cộng đồng và định hướng cho tương lai của mạng. Mỗi chủ sở hữu Boba sẽ nhận được một phiếu bầu cho mỗi mã thông báo mà họ đặt cược trên mạng Boba. Chủ sở hữu mã thông báo sẽ đủ điều kiện để gửi đề xuất, bỏ phiếu và biểu quyết ủy quyền cho các đề xuất trên DAO theo các hướng dẫn quản trị. Nguồn cung cố định của Boba là 500 triệu. Nguồn cung lưu hành Boba hiện tại hơn 150 triệu. Nguồn cung luân chuyển sẽ tăng dần trong 4 năm tới để đạt mức cung tối đa là 500 triệu. Một số khoản phí mà Boba Network kiếm được sẽ được phân bổ để mua mã thông báo Boba thay mặt cho kho bạc Boba theo thời gian. Kho bạc sẽ được triển khai để tài trợ cho các khuyến khích khai thác thanh khoản và xây dựng hệ sinh thái Boba.
Mã thông báo Boba được đặt cọc trên mạng Boba cũng sẽ nhận được một phần phí giao dịch do mạng kiếm được thông qua phân phối trên chuỗi do cộng đồng quản lý. Những người đặt cược Boba sẽ nhận được mã thông báo X Boba tương đương và vẫn sẽ giữ nguyên quyền biểu quyết DAO tại mã thông báo Boba. Thời gian và chi tiết cụ thể của các thỏa thuận chia sẻ phí sẽ được chia sẻ trong một đề xuất quản trị của Boba DAO và tùy thuộc vào cuộc bỏ phiếu của DAO sau khi mạng hoạt động ở trạng thái ổn định đủ lâu để giúp xác định các chi tiết đó. Phần thưởng đặt cọc hiện đang đến từ kho bạc và sẽ được điều chỉnh khi đề xuất của DAO được thông qua và phí mạng đã ổn định. Giá Boba hiện tại 1,35 USD. Boba được niết trên hơn 10 sàn giao dịch. Total Venulock Boba hiện tại hơn 49 triệu USD. Trên đây là toàn bộ thông tin về Boba Network và Boba Coin KTV cập nhật đến thời điểm hiện tại. Video mang nội dung thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy like, theo dõi và lan tỏa. Xin cảm ơn.